lên lại cái này nha. Rồi cái quần túi hộp 50.000. Để chứ quần túi hộp không ai bán giá này đâu mấy bà. Nè, quần túi hộp, cái quần này hot trend từ đó tới giờ luôn, nó không có, nó hao bớt gì hết trơn á. Đó, túi hộp 50. Cái hồi tôi để tôi bận tôi mua lại của khách tôi á. Đó, túi hộp 50 nè. Túi hộp 50. Rồi con áo phông này để cho 30.000. Phông 30 nè. Con phông này bận thoải mái lắm nha. Cái chất vải nó cũng là hàng xịn đó. Đó, để cho mấy bà con này 30.000. Con hỏi làm chút chứ. Nó vậy đó, đích nào nó cũng vậy hết trơn á. Rồi con quần này để cho mấy bà 70 nè. Quần hot pen nè, để cho mấy bà 70 con này. Trời ơi, hơi bị xinh nha. 70.000. Xem mờ giùm em nha mấy bà. Đó, quần 70. Quần 70. Thì chứ quần này không bao giờ tao bóp vé được. Quần 70. Ừ. Ui. Ui trời, cái khu gì nó trơn. Trời. Ui trời. Thắng đi. Ui trời. Rồi. Con chân váy sẽ đâu được không? Lấy nít ly chia sẻ được mà. Rồi chân váy tennis này để cho mấy bà 20.000. Chân váy tennis nó dày cực kỳ luôn nha, hàng xịn đó, để cho mấy bà 20. 20. Rồi con bộ gấu dâu này để cho mấy bà 30.000 luôn đi. Gấu dâu 30 nè. Gấu dâu 30. Cái quần nó của mình gấu dâu nữa nha, 30.000. Gấu dâu 30. Gấu dâu 30. Rồi con đầm đá nè mấy bà, con đầm nhung đá nè. Đó, để cho mấy bà 45.000 thôi. Nhung đá 45, trời ơi hơi bị đẹp nha mấy bà. Nhung đá 45.000 giùm tôi. Hút đi không bà? Hút đi tôi hết rồi. Rồi nhung đá giùm tôi đi mấy bà, nhung đá này bọn đi Noel là hết bài luôn. Để cho mấy bà 45.000 thôi, nhung đá 45. Con dâu 30 cho chị Nguyên Ái nè. Rồi. Nè. Cái xích bơi này giùm em đi, 20 thôi, bơi 20 nè. Bơi 20. Bơi 20. Cái lộn này nó ngồi nó chơi mùa, nó có chịu chia sẻ ra đâu. Cái rồi con đầm xốp này giùm em đi, rồi đầm xốp này để cho mấy bà 25.000. Ok. Rồi đầm xốp 25.000 giùm em, xốp 25.000 nè. Cái này là trái cherry á mấy bà. Trái cherry á, để cho mấy bà 25.000. Xem con đầm trắng treo. Chấm bài vô hai ngồi hai chấm giùm đi. Này con trắng treo đá này để cho 70.000 hàng niêu luôn. Đó. Không có lụa xước niêu. Ồ chưa có về kịp luôn á chị nè. Đá nha. Đó hàng niêu giùm em. Còn tác ở trong luôn nè, để cho 70.000. Nè treo xốp bán 200.000 nè mấy bà. Đó. Rồi trắng này giùm em 70. Ồ, trắng này đẹp lắm. Để cho mấy bà 70. Em bị trồng dạ dày hay sao cứ ở hoài à. Chịu quá. Bực mình quá à. Rồi cái bộ này giùm em đi, bộ 20. Bộ 20. Bộ 20 giùm em. Bỏ 20.000. Bỏ 20. Bỏ 20. Rồi cái bộ này 30 luôn đi mấy bà. Bộ 30 nè.
Đó, thằng con thỏ nha, bộ 30 giùm em, bộ 30 nó gần giống như cái con gấu dâu vậy đó, phải chất giải nó đẹp hơn. Đó, 30.000 luôn. Bộ 30. Con quần ống suông này giùm em đi mấy bà. Rồi suông này để cho mấy bà 25.000 thôi, suông 25. Rồi con này hơi bị xinh nha, size ớt thôi nè. Đó, rồi suông 25.000 đi mấy bà, suông 25. Suông 25. Body mút ngực đi tiền không chị? Body mút ngực. Body mút ngực đi tiền. Body hình như là hết hay sao á. Hết rồi. Rồi cái set set gấm này nè mấy bà. Rồi set gấm này để cho mấy bà 60.000. Gấm 60 nè. Gấm new nha. Đó. Gấm 60.000. Đó, gấm 60 giùm em, gấm 60. Gấm 55.000 đi mấy bà, gấm 55.000 đi. Gấm 55. Gấm 55. Có phải công chúa đi tiệc không? Nè, có con trắng rồi nè mấy bà. Ủa, con nu nè. Con đó đâu có mút ngợt. Này con tiệc đá này để cho 50.000. Đó. Thì công chúa nha, tiệc đá 50. Tiệc đá 50. Tiệc đá 50. Rồi. Cái set baby này đi mấy bà, set baby này để cho mấy bà 45.000 đi, baby 45.000 à. Đó, baby 45. Baby 45. Rồi. Đây, con túi da, hàng chính hãng nha các bà, hàng của Virginie gì nè. Đó, các bà sợ đây con này không dưới 500.000 nha mấy bà. Đó, con này chất da thiệt nha mấy bà. Rồi con này ai lấy tôi để cho 70.000 con này. 70. Thì cái con này ở ngoài thị trường bán không dưới 500.000 dù nó đang sale luôn á. Váy áo kiểu mình xuống chuyên váy áo kiểu. Đó. Xuống chuyên váy áo kiểu. Xuống chuyên váy áo kiểu. Chuyên váy áo kiểu không biết nữa. Kiếm không ra, còn nhiều quá kiếm không ra. Kiếm ra rồi. Cái chân váy len này đi mấy bà, chân váy len này để cho mấy bà 35.000 nè. Len mịn nha, chân váy len 35. Rồi bộ gấu dâu này để cho mấy bà 45.000 luôn đi. Gấu dâu 45.000. Đó. Gấu dâu 45.000 luôn đi. Gấu dâu 45. Gấu dâu 45. Gấu dâu 45. Rồi, con khoác len này để cho mấy bà 35.000 đi. Đó. Nó dạng khoác len đó mấy bà. Nè. Đó, phát len này để cho mấy bà 35.000. Phát len 35. Phát len 35.000. Rồi. Bà lên táo và cọc được không? Cọc giùm tôi 50 nha.
len 35 mặc như thế nào anh chị? Mắt len à, nó mặc như vậy nè, kiểu kiểu nó sẽ như vậy nha. Đó, hình như là bọng như vậy á. Ủa, tôi coi chị tôi mặc rồi mà tôi quên rồi. Nhưng mà kiểu về nghiên cứu thì biết. Chứ rồi, rồi cái set này giùm tôi. Đó, hàng niêu nha. Đó, set. Rồi set này hàng niêu để cho mấy bà 70, set 70. Con set này hot dữ lắm luôn á. Đó, hàng niêu tát giùm tôi luôn nè. Rồi con này của Burberry gì nè mấy bà, chính hãng Burberry gì á. Con này xịn dữ lắm, để cho mấy bà 75.000. Đúng xịn luôn á. Bữa tôi bán con này 90 á mấy bà. Đó. Để cho mấy bà 70.000, ồ 75.000. 75.000 con này. Con này xịn dữ lắm, 75. Rồi con quần nè. Rồi quần này để cho mấy bà 15.000 đi. Quần 15. Quần 15. Lấy lại. Cái gì? Quần đặt lại mình nói gì hả? Quần 15.000. Quần 15. Rồi, bộ này giùm tôi đi. Rồi bộ này để cho mấy bà 15.000. Đó. Bộ 15. Bộ 15k. Bộ 15. Bộ 15. Mắc gì vô mắt đi trời. Bộ 15. Rồi bộ này giùm tôi. Bộ này để cho mấy bà 10.000. Bận nhà chó mát. Bộ 10. Bộ 10. Bộ 10. Rồi cái áo len bận đi biển nè mấy bà. Rồi áo len bận đi biển này để cho mấy bà 20. Đó. Len 20. Cái len này đẹp lắm, 20.000. Len 20. Quen rồi. Nó đã quen rồi. Rồi. Rồi xếp nè. Xếp chân váy dài để 45.000. Xếp 45. Xếp 45. Rồi xếp này đẹp vậy mà không ai lái trời. Đó. Xếp 45.000. Xếp 40 cũng được. Rồi bộ. Rồi bộ này để cho 39.000 đi, bộ 39. Đó, quần dài nha, bộ 39.000. Bộ 39. Bộ 39. Mua cái gì nữa không trời? Có mua cái gì nữa không? Rồi hồng. Hồng 20. Hồng 20. Có cái gì vậy? Không dục không dưới. Đi trên lấy cho người ta bộ này đi. Cổ yếm này nè. Để cho 25.000 luôn. Yếm 25. Đó. Yếm 25.000 đi, cho tao xuống lại mẹ cho rồi. Đó, yếm 25. Ấy rảnh lẹ cho tao đi chơi không. Yếm 25.000. Kỳ quá không thích. Á, kiểu trẻ qua vậy đó. Sale luôn. Rồi set này hàng new nha. Rồi set này sale cho 45.000. Set này hàng new 45.000 luôn đi. Set 45. Set 45k. Nè bộ bán nè 60.000.
Xếp 45 ngàn đi mấy bạn, xếp nhiều quá, 45 ngàn tôi giết luôn á. Xếp 45. Xếp 45. Rồi xếp cam nè, xếp xếp trái đào gì á. Xếp trái đào để cho 25 ngàn luôn. Đào 25. Đào 25. Cắt được đó ha. Cắt xuống lại được rồi đó. Cái này treo lên cho em đi. Cái ý bữa thấy treo mà. Cái nãy dâm. Chứ yêu màu hồng giúp sự giả dối. Đó. Rồi cái dâm này để cho mấy bà 70. Anh lấy không? Thôi tập tiền luôn lên tao bận. 70 ngàn. 70. Đây cái quần le phố nha bạn, E6 quần hơi sành nhất rồi. Rồi cái quần gơ phố nè mấy bạn, ống le nha. Rồi quần này để cho mấy bạn 45 ngàn, giá cuối đó 45 ngàn nè. Cái mỏ này dễ cho nó sành mẹ, quần ống le nè mấy bạn đó. Le 45. Bạn quần này đúng đẹp luôn á. Rồi quần áo trắng. Rồi trắng này để cho bà 30. Trắng 30 nè. Trắng 30 ngàn. Rồi con quần. Đây con quần ống rộng luôn. Đó. Chuyện phố nữa nha mấy bà. Rồi con này để cho mấy bà con này để cho mấy bà 45 ngàn quay. 45 ngàn. Ai lấy được lấy nha, 45. Đẹp quá trời đẹp luôn. 45k thôi. Đi đi sao? Cái set thổ cẩm này ai lấy để cho 10 ngàn đi. Thổ cẩm 10 ngàn nè. Thổ cẩm 10k. Đó. Thổ cẩm 10 ngàn đi bay. Thổ cẩm 10. Thổ cẩm 10. Rồi túi 25 ngàn. Túi 25. Túi 25. Không biết cho lớn gì khác đâu. À còn cái bộ này nữa. Rồi bộ này 30 ngàn quay. Bộ kem nè. Đó. Bộ 30 đi. Bộ 30 nè. Bộ 30 ngàn. Bộ 30. 30 bộ kem 30. Cái cổ này nữa. Còn cái túi này để cho mấy bà 25 ngàn. Đó. Túi 25. Túi 25 ngàn giùm tôi. Túi 25. Túi 25. Rồi. Vậy con đầm đẹp vai như vậy nha. Rồi để con này cho mấy bà 35 ngàn. Đầm 35 vậy hot girl á. Đầm 35 ngàn. Đầm 35. Rồi rồi. À còn cái set nữa. Đây. Rồi set 30 ngàn nha mấy bà. Set 30 nè. Set 30. Đó, cái chân váy là dạng tua rua nha mấy bà. Dạng tua rua giùm tôi set 30 ngàn. Set 30. Rồi con áo len này để cho mấy bà 20. Len 20 nè. Len 20.
còn con đầm hoa nhí này để cho mấy bà 30.000 luôn. Hoa nhí 30 nè. Đó. Hoa nhí 30. Tắt nó bay. Tắt nó mỗi đích luôn. Cảm ơn tụi bay nha. Bye.